Không có gì lạ lùng khi các thương hiệu đồng hồ thuê gia công vỏ, mua máy, mặt kính, dây đeo, rồi đem về lắp ráp tại công xưởng của họ, sau đó in tên của họ lên mặt số và gọi đó là đồng hồ của tôi đấy. Không phải tất cả các công ty đồng hồ đều được xây dựng hoàn chỉnh ngay từ đầu, và thậm chí cả các thương hiệu xa xỉ cỡ lớn cũng sử dụng máy của ETA cùng các thành phần bên ngoài khác nhau. Trở lại những năm 1940, một thương hiệu có tên là Chronograph Switzer hoặc Swiss Chronograph đã cung cấp những chiếc đồng hồ bấm giờ rẻ tiền, bình dân cho các nhãn hiệu để nhận và bổ sung thêm cả tên của họ lên mặt số. Thậm chí, một số thợ đồng hồ địa phương còn tự ý làm những chiếc đồng hồ dưới dạng Chronograph Switzer và trộn lẫn vào để bán, gây ra một mớ hỗn độn. Nó phổ biến ở thị trường châu Âu, trên danh nghĩa đồng hồ Thụy Sĩ giá rẻ dành cho khách du lịch. Chronograph Switzer trở thành nguồn thu đáng kể cho các thương hiệu nhỏ, thường bị lãng quên, và nhiều chiếc trong số đó thuộc về các bộ sưu tập của tay chơi. Vào thời kỳ đỉnh cao, hơn 500 xưởng sản xuất đồng hồ trở thành nguồn cung cấp cho dòng sản phẩm Chronograph Switzer. Mô hình kinh doanh thành công này phát triển mạnh từ những năm 1940 đến những năm 1970, trước khi cuộc cách mạng Thạch Anh tàn phá toàn bộ ngành công nghiệp. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn về một chương bị lãng quên trong lịch sử phát triển đồng hồ thế kỷ 20. Thật khó để tìm ra nguồn gốc của Chronograph Switzer. Nó thường làm người ta nhớ đến các công ty như Senco, nơi cung cấp các bộ phận cho các nhãn hiệu khác, chẳng hạn như Senco Caliber NH35A được sử dụng bởi nhiều thương hiệu nhỏ. Những nhãn hiệu này không in tên Senco lên mặt số của họ, nhưng lại sử dụng cùng một cỗ máy với hãng. Tất nhiên, so sánh này không hoàn toàn chính xác, vì Chronograph Switzer không tạo ra các cỗ máy in-house. Hầu hết đồng hồ này đều sử dụng máy đến từ Swiss như Venus, Landeron hoặc Venzu. Đây là các công ty chuyên cung cấp các cỗ máy chất lượng cao, đáng tin cậy và có giá cả tương đối phải chăng. Nó đi theo cùng hướng với Senco hoặc ETA ngày nay. Những chiếc đồng hồ trong bài viết có kiểu dáng khá thời trang và cao cấp, sử dụng vỏ thép hoặc bọc vàng mỏng. Một số có sử dụng vỏ vàng nguyên khối 14K hoặc 18K đi kèm mặt số lạ mắt. Đây là một sự lôi cuốn hoàn hảo dành cho khách du lịch đang tìm kiếm những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ giá rẻ. Bộ vỏ vàng nguyên khối được làm rất mỏng để giảm chi phí. Các góc cạnh thường bị vạt bớt để tăng sản lượng. Chúng là những vật lưu niệm rất phổ biến. Nhưng mẫu vàng này vốn không hề rẻ mạt. Một số mẫu cao cấp được bán với giá thành của một chiếc đồng hồ có thương hiệu. Các cỗ máy thường được sử dụng cho Chronograph Switzer bao gồm Landeron Caliber 48 với khoảng 3,5 triệu chiếc đã được sản xuất. Sử dụng một bố cục hai ô phụ trên mặt số, nó hơi kỳ lạ một chút ở cơ chế vận hành. Nút kích hoạt ở vị trí 2 giờ, còn nút ở góc 4 giờ có tác dụng dừng lại và reset. Đó là một cỗ máy lên dây cót bằng tay, sở hữu 17 chân kính và dao động ở tần số 18.000 VPH. Nó chữ cót được 42 giờ. Landeron có lịch sử từ năm 1873, nhưng mãi tới năm 1924, công ty này mới sản xuất các cỗ máy bấm giờ. Vào năm 1925 chính thức đổi tên thành Landeron. Cỗ máy phổ biến thứ hai là Venus Caliber 170. Đó là một cỗ máy khác được sử dụng trong Chronograph Switzer. Được thành lập vào năm 1923, Venus đã tạo ra cỗ máy bấm giờ đầu tiên vào năm 1933, Caliber 103. Cỗ máy Chronograph có chứa bánh xe dạng cột Columbwell của họ được ca ngợi là một trong những sản phẩm máy móc tốt nhất từng được sản xuất, bao gồm cả máy 170. Đây là cỗ máy lên dây bằng tay, sở hữu 17 chân kính, dao động ở tần số 18.000 VPH và chữ cót tới 40 giờ. Venus cũng tự sản xuất đồng hồ cho mình vào những năm 1970. Những cỗ máy đến từ Venzu cũng được nhìn thấy bên trong Chronograph Switzer, chẳng hạn như Venzu 92. Tương tự như những cỗ máy khác, đây là một loại máy lên dây thủ công bằng tay, có 17 chân kính, 18.000 VPH và khả năng chữ cót 39 giờ. Landeron, Venus và Venzu đều là những nhà sản xuất cỗ máy phổ biến, được nhiều thương hiệu cao cấp sử dụng, và họ đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nên danh tiếng của Chronograph Switzer, biến nó trở thành một sự thay thế chất lượng nhưng có giá thành vừa phải so với các nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ danh tiếng.
bạn có thể tìm thấy vô vàn những chiếc chronograph Swisher ngoài kia với những cái tên tối nghĩa in trên mặt số từ các nhãn hiệu bị lãng quên từ rất lâu. Drefa là một trong những công ty nổi tiếng có tên gắn kèm với chronograph Swisher trên mặt số, được thành lập vào năm 1874 tại Geneva, Thụy Sĩ bởi Armand Dreyfus. Drefa đã trở thành một thương hiệu đồng hồ xa xỉ và bắt đầu thâm nhập vào thị trường Mỹ vào những năm 1940 dưới cái tên Drefa Geneva. Nhiều mẫu của họ thuộc về nhánh chronograph Swisher, thường in cả tên công ty đính kèm trên mặt số cùng với dòng chữ chronograph Swisher. Jacques McQueen đã mua lại nhãn hiệu Drefa vào năm 1985 và sửa đổi logo, và sau đó nó được mua lại bởi TGX Holding vào năm 2014. Việc sản xuất được tiếp tục ở cả Geneva và Grasshopper. Một số thương hiệu khác như Antimor và Olympic cũng xuất hiện trên dòng này và chỉ biến mất khi cuộc khủng hoảng thành Anh tàn phá các thương hiệu nhỏ hơn. Có một tỷ lệ rất lớn các công ty kiểu như thế này tồn tại chỉ nhờ vào nguồn cung cấp chronograph Swisher. Nó cho phép lắp ráp và sửa đổi mặt số đơn giản. Họ chỉ cần có vậy để tồn tại. Thực sự mà nói thì đây là một khởi đầu không hề tồi cho các doanh nhân mới có hoài bão. Ở thời hiện tại, cho dù là chronograph Swisher hay một cái tên khác bạn chưa từng nghe đến, thì dòng sản phẩm này cũng rất phổ biến với những tay mới bắt đầu sưu tầm vintage hay kể cả những nhà sưu tầm dày dặn kinh nghiệm. Các mẫu vỏ vàng 18K có thể được bán với cái giá hơn 3.000 euro và không khó để tìm ra các mẫu vàng có giá thấp hơn dưới 2.000 USD. Bản thân tôi cũng đang sở hữu một mẫu vỏ vàng với size 37mm từ những năm 1950 trong điều kiện rất tốt với mức giá dưới 1.000 euro. Nó sử dụng máy Landeron caliber 48, hai ô phụ ở góc 3 giờ và 6 giờ. Đây là một mức giá không hề tệ cho một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ vintage. Sự hồi sinh nho nhỏ dành cho nhãn hiệu chronograph Swisher đã diễn ra vào năm 2010 với chiếc đồng hồ chronograph Swisher mới với cái tên rất dài. Không giống với bản gốc vốn tập trung làm đồng hồ thời trang đi kèm kính acrylic và vỏ nhẹ tinh, chiếc đồng hồ mới sử dụng kính sapphire nguyên khối, vỏ thép nặng với đường kính lên tới 45mm, khả năng chịu nước lên tới 200m. Cỗ máy bên trong có tên là Caliber 26, có nguồn gốc từ ETA 2894A2 với 37 chân kính, vận hành ở tần số 4Hz, chữ code 42 giờ, giá bán khởi điểm từ 5.000 USD, đắt nhất là 8.000 USD. Hiện nay, giá bán rơi vào khoảng 3.000 USD cho hàng cũ. Giữa phiên bản mới và bản cũ là sự khác nhau của hai trường phái, đó là những khái niệm khác nhau dành cho những đối tượng khác nhau. Cá nhân tôi sẽ lựa chọn một chiếc chronograph Swisher vintage với cỗ máy Landeron 48 vỏ thép. Tôi cho rằng đó là sự kết hợp tốt nhất và đẹp nhất và phù hợp với túi tiền nhất. Tên thương hiệu trên mặt số đối với tôi không quá quan trọng. Thực tế thì tôi biết khá nhiều nhà sưu tập rất ghét điều này. Vài thập kỷ tồn tại của dòng sản phẩm chronograph Swisher không phải là một chương nổi tiếng trong lịch sử chế tạo đồng hồ, đặc biệt là ở Bắc Mỹ. Nhưng đã có hàng ngàn chiếc đồng hồ kiểu này đã được sản xuất, và nó không chỉ mang lại cho ta một cái nhìn thú vị về chế tạo đồng hồ thời kỳ tiền thạch Anh trước năm 1969, mà còn cung cấp cho các nhà sưu tập đồng hồ vintage một loại sản phẩm có giá thành rất phải chăng. Những chiếc đồng hồ chronograph Swisher mang tính chất làm thỏa mãn nhu cầu về đồng hồ bấm giờ giá rẻ trong thời đại của chúng, thời hoàng kim từ những năm sau Thế chiến II tới những năm 60. Những chiếc đồng hồ này phải được sản xuất với tiêu chí càng rẻ càng tốt. Đa số chúng sử dụng máy Landeron 47, 48, 51, 148 và 248. Có người cho rằng số lượng máy K51 là nhiều nhất. Nếu bạn nhìn thấy mặt số có chứa hai ô phụ ở góc 3 giờ và 9 giờ, thì rất có thể chiếc đồng hồ đó sử dụng máy Landeron. Hơn 3 triệu đồng hồ sử dụng máy Landeron đã được sản xuất. Các bộ phận phần lớn có thể thay thế lẫn cho nhau, nguồn cung phụ tùng rất dễ tìm. Hầu hết những chiếc đồng hồ dùng máy cũ hơn, bao gồm 47, 48 và 51, không được trang bị hệ thống chống sốc kiểu như Inca Block. Nếu có thì chỉ áp dụng cho dòng máy 148 và 248.
có một số lượng nhỏ đồng hồ sử dụng máy Venus 170 áp dụng với mặt số 2 ô phụ tại góc 6 và 12 giờ. Những chiếc này sẽ đắt hơn những chiếc dùng máy Laneron. Việc sản xuất tối giản hết cỡ, xét trên phương diện kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng bộ vỏ. Vỏ được mạ chrome hoặc mạ vàng với chất liệu đồng thau. Vỏ này được làm dựa trên nền thép, hay còn gọi là base metal. Một số loại cao cấp sử dụng vàng khối. Tuy nhiên, vì lý do tạo ra chiếc đồng hồ có giá trị cải trang, bộ vỏ bằng vàng nguyên khối cũng khá mỏng. Sử dụng tay càng rỗng, nó làm bằng cách uốn cong các lá vàng cho ra một hình dạng chính xác. Do đó, các bộ vỏ vàng đều sử dụng một nắp bằng thép bên trong. Trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm Chronograph Swisher. Bạn thấy sao về video này? Bạn đã từng sở hữu chiếc Chronograph Swisher nào chưa? Nếu có thông tin hữu ích, xin hãy để lại comment bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.